Với 100% đồng bào dân tộc Giao, thôn Tài Trải Giao, xã Tả Văn, thị xã Sapa vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống để hình thành làng văn hóa du lịch mang nét đặc trưng của người Giao Sapa. Công tác dân vận khéo đang được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng từ năm 1970, nếp nhà truyền thống mang kiến trúc đặc trưng của người Giao vẫn được gia đình ông Phan Giao Phin gìn giữ. Từ đây, ông Phin sẽ được thị xã hỗ trợ, hướng dẫn cải tạo, chỉnh trang nhà cửa để đón khách lưu trú. Biết được chủ trương thì chúng tôi phấn khởi lắm. Tôi cũng bảo ban con cháu phải ăn ở sạch sẽ, trồng thêm hoa, cây xanh để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, thu hút du khách. Gia đình chị Trảo San Mẩy cũng là hộ dân đầu tiên của thôn tiên phong làm du lịch cộng đồng với các dịch vụ, phục vụ khách lưu trú, ăn uống, tắm lá thuốc. Tuy nhiên, đường đi khó khăn là rào cản lớn để khách du lịch tiếp cận với các dịch vụ tại gia đình. Bởi vậy, khi được tuyên truyền, chị và nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất mở rộng đường vào thôn. Đường là khó, chủ yếu có khách Tây thôi. Thì mình mong muốn làm được Đường tốt đẹp thì sẽ có rất nhiều là nghề Việt đến đây sẽ có thu nhập được nhiều hơn. Để tạo điểm nhấn thu hút du khách, việc cải tạo tập tục lạc hậu, khôi phục bảo tồn nghề theo thổ cầm, nghề rèn truyền thống, tắm lá thuốc của người Giao, hình thành các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với trải nghiệm được thị xã Sapa quan tâm. Lấy các cái minh họa ở các cái dân tộc khác để cho nhân dân người ta tiếp cận và tiến tới thì sẽ đưa một đại diện các hộ dân đi tham qua một số cái mô hình ở các cái địa bàn trong và ngoài tỉnh nâng cao cái nhận thức cũng như là thay đổi cái cách làm. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành, mỗi năm đón khoảng 1.500 lượt khách, thu nhập bình quân đầu người từ 40 đến 50 triệu đồng một người một năm. Làng văn hóa du lịch tại thôn Tả Trải Giao sẽ là mô hình điểm thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sapa.